chỉ số tham nhũng của Tây Ban Nha gây bất ngờ. Một luật mới để kiểm soát các cuộc biểu tình là nguyên nhân mới nhất tạo mối quan tâm ở Madrid. Nhưng các cuộc biểu tình chống thắt lưng buộc bụng đã lan rộng và trở nên thường xuyên. Những vấn đề kinh tế của đất nước đã là nguyên nhân gây ra hầu hết các cuộc biểu tình này. Nhưng có vẻ như tham nhũng cũng là một mối lo lắng. Tây Ban Nha đã bị mất 40 điểm trong chỉ số tham nhũng toàn cầu. Cơ quan Minh Bạch Quốc tế cho biết Tây Ban Nha đã bị mất điểm vì một loạt các vụ bê bối liên quan đến đảng trung hữu cầm quyền và gia đình hoàng gia. Chính phủ ở Madrid đang tìm cách thông qua quá trình lập pháp một luật mới về minh bạch. Hành động này cho thấy Tây Ban Nha đã nhận ra các vấn đề và đang làm việc để cải thiện tình hình. Hơn 2/3 trong số 177 nước được khảo sát vào năm 2013 ở dưới 50 điểm. Đan Mạch, Tân Tây Lan và Phần Lan là ba nước đứng đầu. Ở phía dưới được coi là những quốc gia tham nhũng nhất có Somalia, Bắc Hàn và Afghanistan. Hy Lạp đã làm bất ngờ lớn nhất, đã tăng thêm được 14 điểm. Quốc gia này đã làm việc chăm chỉ để khắc phục các vấn đề của mình và có vẻ như đã được đền đáp xứng đáng. Hy Lạp đã bổ nhiệm một điều phối viên chống tham nhũng và cũng đã thực hiện một chương trình chống tham nhũng trên toàn quốc để các cuộc khảo sát cho thấy một tác động rõ ràng của ý kiến công chúng. Hy Lạp vẫn là quốc gia châu Âu có mức độ tham nhũng cao nhất, nhưng Athens đang cố gắng để cải thiện tình hình này. Tổng thống Hy Lạp hiện đang ở Nam Hàn để tăng cường thương mại, trong khi ở nhà, chính phủ đang làm việc hết sức mình để thuyết phục các nhà cho vay là mình xứng đáng được nhận đợt cứu trợ tài chính kế tiếp.